khó khăn khách quan của các cả thế giới đều đang gồng mình khắc phục hậu quả của dịch bệnh COVID, của dịch kinh tế. Nhưng những bước tiến ổn định, thậm chí vượt bậc trong công tác giáo dục và giảng dạy của nhà trường sẽ là minh chứng tỏ tường nhất cho sự đoàn kết, quyết tâm cùng nhau thực hiện sáng tạo, hiệu quả sự lãnh đạo từ hội đồng trường mà trực tiếp là giáo sư tiến sĩ Hà Huy Bằng. Những cố gắng không ngừng, những cống hiến lặng thầm, sự tận tâm tận lực của tập thể cán bộ giáo viên và những nỗ lực trong việc tiếp thu tri thức, thể hiện thông minh và sáng tạo của các em học sinh được đền đáp bằng những thành tích đáng tự hào cụ thể như sau. Đã tham gia các kỳ thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội cho lớp 12 và đạt nhiều giải. Đặc biệt, học sinh Lê Hải Anh lớp 12B đạt điểm IELTS 8.0 là một trong 4 đại diện học sinh sinh viên Việt Nam tham dự hội nghị khoa học cho học sinh phổ thông Đại học Seoul Hàn Quốc. Đến nay đã được đăng động và một lần thi chung theo đề của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Thi chất lượng được 1, được 2 cho các học sinh lớp 10 và 11 các môn theo khối thi và đại học. Với việc đề thi bám sát đa dạng, mức độ khó dễ của nền minh họa, học sinh được ôn luyện nhiều lần, giúp cho các em không còn bỡ ngỡ hay bị tâm lý quá nhiều khi đi thi thật. Thêm vào đó, với tinh thần không bỏ lại học sinh yếu, nhà trường đã mở các lớp học nhóm nhỏ cho học sinh lớp 12 hoặc điểm thi tuyển thấp một trong các môn toán, lý, hóa, văn, anh nhằm đảm bảo các học sinh đều được tốt nghiệp và rộng mở hơn cánh cửa vào đại học. Nối dài thành tích liên tục nhiều năm của nhà trường là đỗ vào tốt nghiệp 100% trên 90% đỗ vào đại học cao đẳng. Tiếp theo là những thành tích rực rỡ đến từ IELTS. Việc ghi bắt đón đầu thể hiện quyết định thành lập sớm trung tâm IELTS tại trường là đối tác kim cương của tổ chức IDP không chỉ có lớp quốc tế, lớp IELTS với 100% học sinh được học IELTS mà còn rất nhiều các học sinh khác, hay cả những học sinh theo ban tự nhiên cũng có tới trên 25% học sinh của lớp tham gia học tập tại trung tâm. Các em được thi thử tương tự để thi thật tại trường, sau đó đăng ký thi thật và đạt được những kết quả đáng tuyên dương như trong năm học này đã có 205 học sinh trường trung học phổ thông Đào Duy Từ Hà Nội, trong đó có 162 học sinh lớp 12 có chứng chỉ IELTS đạt từ 4.0 đến 8.0. Có nhiều lớp đạt tỷ lệ 100% học sinh có chứng chỉ IELTS. Nổi bật, có lớp 11B chỉ mới lớp 11 mà đã có tới 91.3% học sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.0, 4.5 đến 7.5, trong đó có nhiều em đạt mức 7.5. Vì vậy, trong năm học 2023-2024, nhà trường sẽ đẩy mạnh việc học IELTS thông qua việc toàn bộ khối 10 học IELTS song hành cùng với chương trình giáo dục phổ thông hiện nay, với việc cam kết chuẩn đầu ra, lợi thế khi xét tốt nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho học sinh và sẽ tiếp tục với các năm học tiếp theo. Kết quả các đợt thi IELTS là cơ sở quan trọng để cùng học sinh đi du lịch giáo dục. Trong năm học vừa rồi, nhà trường đã tổ chức 2 chuyến du lịch Thái Lan tham quan và giao lưu với các trường đại học Kuala Lumpur và Mahidol vào tháng 10 năm 2022, chuyến đi Hàn Quốc tham quan và giao lưu với trường đại học ở Top Sky University và từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2022. Việc hội nhập quốc tế còn thể hiện tổ chức cho giáo viên nước ngoài bản địa dạy tiếng Anh cho lớp 10-11, ký kết các bản ghi nhớ với các trường đại học Busan Hàn Quốc, đại học quốc tế Anh Quốc tại Việt Nam hay các trường tại Canada, Đài Loan.
sinh lớp 12. Cô chúc các em hãy giữ gìn sức khỏe, dành nhiều thời gian ôn tập ở giai đoạn nước rút này để đạt kết